ngày ngày không lo việc lương. Một đời thề vì dân chiến đấu, không hành vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui non. Xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào minh quân anh hùng cứu người dân Việt, quên thân mình ngày ngày không lo việc lương. Một đời thề vì dân chiến đấu, không hành vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui non. Xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đề tang Việt Nam Cộng Hòa, cùng toàn thể quý khán thính giả thân thương trong và ngoài nước. Ngày công trở lại, tiếng nền đáp lời sông núi. Đàn lập cùng đi, hy sinh tiếp duy cần so. Vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên làm sao cho núi sông từ nay hướng tổ về dù cho thành phơi trên phương xa thủ hiệp lấy bầu đào nghe vào loài sông lúc tiến tai gần dài nghi người công dân luôn vững nghề tâm trí hùng trang quyết cho đến muôn đời công sơn ơi họ yên tâm xuôi đời công sơn ơi họ làm cho vôi bớt hoạt động tan ta về hoa mai rồng xinh xanh nhìn ngắm hương vân lạc hồng. Đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy nay, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liêm, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng thanh. Giang sơn biến, toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiến kiêu hùng. Đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời. Xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Sông oanh liệt chết oai linh,
liêu hương bất khuất vang danh xa gần. Vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sống dân thờ, voi hùng chết để cặp ngà, hồn thiêng xa bay nhưng ra vẫn còn. Lòng tưởng kính hương hồn liệt sĩ, lặng cúi đầu quyết sẽ noi gương, muôn người dâng nén tâm hương, cầu hồn siêu thoát hằng thương giống. Phần cầu nguyện. Đề tam Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807 Anaheim, California 92814. Trân trọng kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đề Tam. Kính mời Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và quỹ đồng nhiệm cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy đấng tối cao, thượng đế, trời, Phật và hồn thiêng sông núi, xin phù hộ, độ trì, ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhận nài, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đề Tam Việt Nam Cộng Hòa dần đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt. Trân trọng kính mời quý vị cùng bắt đầu vào chương trình. Bài thơ Sấm Thiên Thơ. Ngày thương đất nước thăng trầm, người người yêu nước sao lầm rau trơn. Quỷ quái miệng nói như đờn, kêu gào cố nước căm hờn ngoài ban. Ngài vui nhìn thấy ngỡ ngàng, công nam bắc đoạt kêu than cùng mơ. Rồi người Việt đi đứng bồi hồi, người miền bị giết thấy phơi đầy đường, người hiền lập đạo dài công, quỷ quái diệt hại cửu long vẫn còn. Ngày vô là cuối tháng ba, ngày ra vội vã gấp mười lần vô. Chúng tôi, Trưởng tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời
Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bàn phím Cộng sản Việt Nam là bọn ăn cắp vặt. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Bàn phím ngày 11 tháng 3 năm 2021. Cộng sản Việt Nam là bọn ăn cắp vặt. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, trước năm 1975, Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, sự thông minh, quật cường, nhưng hiền lương, thân thiện và đầu óc tháo vát, cầu tiến, hầu như là kim chỉ nam cho mọi người. Từ trong gia đình cho đến học đường và ngoài xã hội, chúng ta đều cảm thấy hãnh diện vì mình là người Việt Nam. Chúng tôi còn nhớ trong thập niên năm 1970, ngay trong thời chinh chiến mà miền Nam Việt Nam theo chế độ Cộng Hòa đã chế ra xe hơi có nhãn hiệu là xe La Đà Lạt. Xe này dùng máy hai ngựa Citroën của hãng Volkswagen, không hao tốn nhiên liệu, tiện dụng và có thể cải tiến để có thể chạy trên sông, mà cho đến nay chính hãng Volkswagen cũng chưa chế ra được loại nào tương tự. Điều này chứng minh óc sáng tạo và cầu tiến của người Việt Nam đáng yêu và đáng phục biết bao. Nếu được tự do phát triển, sẽ mau chóng giúp cho đất nước và con người hội nhập dễ dàng vào trào lưu tiến hóa của nhân loại. Nhưng sau năm 1975, kể từ khi gian đảng Cộng sản Việt Nam do tên giặc Tàu Hồ Chí Minh cầm đầu, giả làm người Việt gây ra thảm họa nội chiến Nam Bắc, khiến cho trên 3 triệu người Việt phải hy sinh trong cuộc chiến cho bọn này chiếm trọn nước ta. Từ đó đến nay đã hơn 45 năm, đất nước không còn chiến tranh, nhưng Cộng sản Việt Nam không làm được một chiếc vỏ xe, thì làm sao chế được chiếc xe hơi? Chúng chỉ sản xuất được hơn 3 triệu đảng viên, vừa gian tham, hèn nhát, mà nghề ăn cắp, dọa nạt lương dân là chuyên ngành. Do đó, chúng đã biến nước ta từ một hòn ngọc Viễn Đông, văn minh tươi đẹp, dân chúng có đời sống lương thiện, hiền hòa, với truyền thống tôn sư trọng đạo, có tinh thần bất khuất, anh dũng chống ngoại xâm, có lối sống đầy văn hóa, đạo đức, bà con lối xóm luôn kề cận, yêu thương, giúp đỡ nhau, nay lại trở thành một nơi thối nát, đầy dẫy trộm cướp, đĩ điếm, ăn mày, dân oan, dân khiếu nhiều nhất trên thế giới. Không phải chỉ bọn Cộng sản Việt Nam có nghề ăn cắp, mà nhiều nước khác cũng có, như Nhật Bản đã ăn cắp kiểu xe Ford, xe Dodge của Mỹ để chế ra xe Toyota, xe Honda, hay nước Đại Hàn đã ăn cắp kiểu TV Sony của Nhật để làm ra hiệu TV Samsung, hay Fontai, Nextel, Ericsson của Mỹ để làm ra Fontai, Samsung, vân vân, để phục vụ cho nền kinh tế nước họ và giúp cho người tiêu dùng có sản phẩm tiện nghi. Hay như anh Ba Tàu cũng ăn cắp rất nhiều sản phẩm của Mỹ, từ tàu chiến, xe tăng hay máy bay phản lực để chế ra chiến cụ cho tham vọng bá chủ của mình. Chỉ có anh Cộng sản Việt Nam, vì do một tên thổ phỉ Tàu Cộng Hồ Chí Minh vô thần, bất lương, vô giáo dục, cầm đầu nên không phải là bọn ăn cắp,
chỉ là bọn ăn cắp vặt. Gọi là bọn ăn cắp vặt vì chúng không dám nhận mình là bọn ăn cắp. Nhưng những món mà bọn đầu sỏ cộng phỉ ăn cắp, chiếm đoạt không phải là nhỏ. Do chúng che đậy dưới những cụm từ mỹ miều như nhà cầm quyền trưng dụng, trưng thu thuế, quốc hữu hóa hay hợp tác xã, vân vân. Và chúng đã ăn cắp dưới dạng nhà cầm quyền với bọn côn đồ trong sắc phục công an, an ninh để chiếm hữu biết bao tài sản, ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, công ty, xí nghiệp của dân, nhưng không mang tiếng là bọn ăn cắp. Thậm chí, chúng ăn cắp tiền cứu trợ, ngân khố, tiền vay mượn ngân hàng, cả cây rừng, gạch đá, chúng cũng đem về làm của riêng, để xây dựng nhà, làm bàn ghế, chỉ tội vạ cho bọn Cộng sản Việt Nam cấp nhỏ. Nhỏ như cấp đại sứ, thì ăn cắp sừng tê, ngà voi, hay loại con cháu Cộng sản Việt Nam thì ăn cắp vặt trong chợ. Nên nhớ, trước năm 1975, không có trường hợp nào người Việt bị bắt trong các siêu thị. Chỉ có sau năm 1975 mới có. Cho nên bọn truyền thông bất lương cũng phải nói cho rõ, đó là người Việt Cộng ăn cắp vặt, chứ không phải là người Việt Nam đâu nhé. Thậm chí bọn Cộng sản con còn học theo tên Tàu Phù Tô Lâm, vài tên công an, an ninh, nên ăn cắp cả điện thoại di động, máy điện toán xách tay, hay chỉ là vài trăm ngàn đồng Việt Nam mà chúng thu giữ của những người bị nghi can. Đáng lẽ chỉ tạm thu giữ để điều tra, sau khi trả tự do cho nghi can thì phải trả lại tang vật. Nhưng bọn trộm cắp trong sắc phục công an, an ninh đã im lặng để ăn cắp vặt. Đúng là một lũ cộng sản bất lương, hành vi trộm đạo kém cỏi hơn cả những kẻ nghèo túng phải trộm chó, bắt gà, độ nhật. Chúng thua xa những anh em giang hồ mã thượng. Điều đáng buồn là vì bọn cộng sản ăn cắp vặt này lại có hình dáng giống người Việt chúng ta, nên nhiều người ngoại quốc tưởng lầm chúng là người Việt Nam. Họ không hề biết nòi Việt Cộng trong bề ngoài giống người Việt, nhưng đầu óc đã bị tên Hồ Chí Minh và giáo điều Cộng sản tẩy não. Chúng không những đã tàn hại người sống, phá mồ mả người chết, mà còn đang di hại cho nhiều thế hệ mai sau, từ tinh thần cho đến thể xác. Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục tàn phá đất nước, hủy hoại truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta. Bọn ăn cắp vặt, một loại dịch cộng sản này, không những chỉ giết hại vài triệu người, mà hiện nay một xứ sở giàu có, đất đai phì nhiêu như Việt Nam vẫn còn bị bọn cộng sản tàn hại, gây ra nạn nghèo đói, bệnh tật, thân phận nô dịch, sống ương hèn, cúi đầu, ngậm miệng đều là do bọn ăn cắp vặt cộng sản này gây ra. Mà ngay cả danh dự người Việt Nam cũng đang bị bọn này làm nhục. Nếu nước ta còn loại Việt với đầu óc cộng sản bất lương này, sẽ không có chỗ cho người lương thiện và con cháu chúng ta vươn lên. Chẳng có ngày mai và cũng chẳng có tương lai. Hiện nay, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ, nhưng đã được sự chuẩn thuận của người dân Việt Nam với gần 8 triệu phiếu trưng cầu dân ý trong tinh thần tự do và tự nguyện, được nhìn nhận là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của Việt Nam, đang kêu gọi toàn dân trưng cầu dân ý là một loại thuốc chủng ngừa đại dịch cộng sản rất hiệu nghiệm. Chính phủ đang thiết lập chế độ Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam với vị lãnh đạo là Đức Quốc Công Đào Minh Quân,
do dân bầu chọn đã tuyên thệ nhận trọng nhiệm Tổng thống ngày 11 tháng 11 năm 2018 để đại diện toàn dân Việt Nam đứng ra giải thể cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trút phế bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam tay sai Tàu Cộng, không do dân bầu lên mà không cần tiêu tốn xương máu, là một ân điển trời ban để cứu độ cho nhân dân Việt Nam thoát cơn hòa dịch và bọn ăn cắp vặt Cộng sản. Đã đến lúc toàn dân phải mạnh mẽ trưng cầu dân ý để cùng nhau vứt bỏ những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam cùi hủi, mọi rợ, tay sai Tàu Cộng như một loại đại dịch để làm sạch đường xá, để chào đón Đức Quốc Công trở về. Ngài sẽ cùng với những đồng nhiệm, những nhà ái quốc chân chính mang đến chế độ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, tự do, an bình, thịnh vượng, tươi thắm cho quê hương thân yêu của chúng ta. Đã đến lúc toàn dân đón chào ánh sáng Cộng Hòa, yêu thương và nhân ái, cùng chung vai sát cánh với Đức Quốc Công đem ánh sáng Việt Nam Cộng Hòa trở về, mang theo an bình, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước ngàn năm văn hiến, hòn ngọc Viễn Đông tươi đẹp ngày nào, hầu cùng tiến lên, ngang hàng, sánh vai với thế giới tự do, văn minh toàn cầu. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã liên lạc gửi ý kiến đến Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Mời quý vị và các bạn tham gia trưng cầu dân ý bằng cách nhấn vào link dưới đây. Trưng cầu dân ý viết tắt .us hay www.chinhphuquocgiavietnamlamthoi.com. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và bình an. Trân trọng, kính chào. Kính thưa Đức Quốc Công, kính thưa quý vị, tôi xin phép được thuyết trình bình thơ Tiếng lòng của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, qua bài thơ Xin cho qua. Mang thân phận con người đến thế gian này, có mấy ai không từng trải qua những đêm khuya trăn trở một mình, thổn thức cùng với trùng trùng tâm sự. Đó là lúc chúng ta rửa sạch phấn son, tô điểm cuộc đời, để đối diện với chính mình, lắng nghe tiếng lòng chân thật của mình. Đó là lúc chúng ta nhận ra chính mình trong bức tranh cuộc đời đầy hỗn loạn này. Chúng ta yêu mến và ngưỡng mộ Đức Quốc Công vì hạnh đức cao vời của Ngài hay tài trí siêu việt của Ngài. Chúng ta cũng thương kính Ngài vì đức hy sinh tận tụy của Ngài cho quê hương và dân tộc. Chúng ta cũng không quên người bạn đời đứng phía sau chia sẻ những hy sinh của Ngài và thầm lặng mỉm cười mừng cho những thành công của Ngài. Nhưng chúng ta không biết Ngài và phu nhân đã hy sinh điều gì. Kính mời quý vị cùng tôi, chúng ta lắng lòng nghe một trong những bài thơ của Ngài dưới bút danh Nam Quán để cảm nhận và chia sẻ một điều thật sâu lắng trong lòng Đức Quốc Công mà Ngài đã khiêm nhường bộc bạch. Đó là bài thơ Xin cho qua. Lỡ không đến, xin em đừng kể lể về đời ta. Sau cuộc chiến mơ màng vẫn chưa tỉnh, những thiên đàng quá khứ vẫn trôi trong hiện tại phù dung. Chất quá nặng những oán thù giấu mặt, những nhọc nhằn cay đắng của tương lai. Những ban mai không thấy ánh mặt trời, đêm nhỏ lệ
cùng đàn dơi ngủ trề. Lỡ trộm từ em cuộc đời dâu bề, bôn ba hoài chưa hết nhiêu khê. Sớm lật đật, đêm tất bật vùng về, thức giấc bơ phờ, loay hoay toan tin. Lỡ nói với em những lời đoan chính, dù con tim còn rộng bước phiêu du, trên ước mơ, trên những phiền sương mù, vươn vai mãi vẫn thấp hơn vành non. Lỡ cho em những lời tình đưa đón, những hẹn hò khi thật khi mơ, bên gối chăng khi cuồng nhiệt khi ơ thờ, đã đánh mất thiên đàng từ quá khứ. Lỡ thức dậy trong hôm nay chật chội, nên ngày mai không lối đi về. Cuộc tình đeo đuổi những cơn mê, quay mặt lại hai ta đều lung tung. Nhìn nhau những cơn mưa ướt sũng, những đêm khuya trăng ngôi lạnh lùng. Nghe rây rứt tiếng mối mọt côn trùng, đang gặm nhấm những vùng đau kỷ niệm. Hồi xưa cũ, một thời ủ rũ miệt mài, lỗi tại anh, lỗi tại anh vùng dài. Quá yêu em nên buông trôi hiện tại, nẻo đi về mất lối tương lai. Chiều nay viết lá thư này như cơn sóng cả chụp đầy thuyền. Bài thơ này Đức Quốc Công viết vào năm 2002, trong khoảng thời gian Ngài đơn thân tịnh tu ở tù Nghĩa Đường, là thời gian mà Ngài nhận bức tình thơ có tựa đề Không Qua Đi của Phu Nhân dưới bút hiệu Sóc Con từ 3 năm trước, năm 1999, mà chưa có lời hồi âm lại cho bà. Tại sao lại như vậy? Vì đời ta sau cuộc chiến mơ màng, vẫn chưa tỉnh những thiên đàng quá khứ, vẫn trôi trong hiện tại phù du, chất quá nặng những oán thù giấu mặt, những nhọc nhằn cay đắng của tương lai, những ban mai không thấy ánh mặt trời, đêm nhỏ lè cùng đàn dơi trời. Ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 đã đặt một dấu chấm tức tưởi cho một miền Nam hoa gấm, một Sài Gòn hòn ngọc viễn đông, mà những người lính hay người dân Việt Nam Cộng Hòa hãy còn mơ màng chưa tỉnh giấc. Là một quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh dũng thiệt chiến, với nhiều chiến công vinh quang, bỗng chốc mất tổ quốc vào tay Cộng sản, trở thành một trong những người tị nạn sống trên khắp thế giới, đến từ tổ quốc Việt Nam dấu yêu. Cuộc chiến gọi là chiến tranh Việt Nam này thực chất là một cuộc chiến phi nghĩa do Cộng sản Bắc Việt theo chỉ thị của Tàu Cộng và Cộng sản quốc tế tạo ra trên quê hương Việt Nam.
gây ra tổn thất nặng nề cho quê hương Việt Nam và cả Hoa Kỳ cùng đồng minh trên thế giới. Hơn 3.595.000 mạng sinh mạng đã mất đi, bao gồm 58.721 binh sĩ Hoa Kỳ, hơn 300.000 người bị thương và hơn 1.600 người mất tích, thiệt mạng hơn 1.100.000 cộng quân và hơn 70.000 thường dân ở miền Bắc và 250.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, 289.000 thường dân ở miền Nam. Sau chiến tranh, hơn 1.000.000 binh sĩ, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị cầm tù, 165.000 binh sĩ, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa chết vì bị tra tấn, vượt ngục và bệnh tật trong cái mà Việt Cộng gọi là trại cải tạo. Nhưng thực tế hơn, đó là nhà tù khủng khiếp, trong đó có Ngài Đức Quốc Công. Từ năm 1975 đến năm 1979, Ngài đã trải qua thời gian ở các trại cải tạo của Cộng sản, ở Trạng Lớn, Bù Đăng, Bù Đớp, Bù Gia Mập. Hơn 3 triệu người dân miền Nam Việt Nam thực hiện những hành trình nguy hiểm, trong đó có Ngài cùng gia đình đã may mắn thoát chết để trở thành người tị nạn ở các quốc gia Đông Nam Á khác. Còn có hơn 400.000 người miền Nam đã chết khi cố gắng trốn thoát bằng đường biển hoặc đường bộ. Còn người Việt Nam ở lại trong nước thì sao? Họ phải sống dưới chế độ độc tài tàn bạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đã quá thừa bút mực để trang trải nỗi thống khổ của họ lên giấy. Chỉ còn lại nỗi đau nát ruột tan lòng cho bất cứ ai còn chưa mắc phải chứng vô cảm, phải chịu đựng những nỗi oán thù giấu mặt từng đêm cứ sâu xé tâm can. Hiện tại thì phù du, tương lai thì cay đắng nhọc nhằn, đêm thì nhỏ lệ cùng đàn dơi ngủ trễ, mà khi ban mai thức dậy không làm sao nhìn thấy ánh mặt trời. Tâm trạng của Ngài trong những năm tháng cô độc trong tù nghĩa đường là như thế. Cái nắng cháy da, cái lạnh thấu xương, mối đe dọa thường xuyên của loài thú hoang, của loài rắn rung chuông, hay những ngày cạn khô lương thực, cầm giữ cơn đói bằng những cọng mì khô và sống sót nhờ dòng nước linh thiêng trong tù nghĩa đường, là những chịu đựng về thể xác trong một quãng thời gian 25 năm, vốn đã là điều không thể tưởng tượng có thể vượt qua được. Mà cái cô đơn, trăn trở, lo toan, thậm chí vô vọng mới là nỗi đau sâu xé, dễ dàng đánh gục người ta nhất. Sau chiến thắng thần kỳ ngày 19 tháng 5, 1989 tại UNESCO, lột được mặt nạ tên hắn tặc họ Hồ, phơi bày âm mưu của Tàu Cộng, thực hiện cuộc chiến xâm lược miền Nam Việt Nam, gây tan thương cho đất nước dân tộc Việt Nam và thế giới của Tàu Cộng, Đức Quốc Công đã trở thành kẻ tử thù của chúng. Để hóa giải mật nghị thành đô do Việt Cộng và Tàu Cộng ký kết theo chiến lược tầm ăn dâu 60 năm, chuyển Việt Nam thành một quận lỵ của Tàu, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã ra đời, thay cho vị thủ tướng đầu tiên là cụ Nguyễn Trân bị trọng bệnh phải từ nhiệm. Ngài Đào Minh Quân buộc phải nhận trọng nhiệm thủ tướng để giữ cho con tàu chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mới thành hình từ phong trào Việt Nam thân dân chủ tiếp tục chuyển lửa về quê hương. Một vị thiền sư đã gửi đến Ngài thông điệp rằng Ngài nên vào sa mạc nhẫn nhục ẩn thân một thời gian dài để chờ thời cơ cờ đạo phất thì mây sẽ đưa rồng hồi cố hương. Chiến lược song hành cùng Hoa Kỳ và chiến thuật vừa không nhà trống của Đức Thánh Trần dâng ra để bẫy bọn Tàu Cộng và Việt Cộng rơi vào lưới pháp luật quốc tế, đồng thời đóng băng tài sản phi pháp mà chúng vơ vét trong nước rồi đem giấu ở Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa theo luật Magnitsky, sau đó tiến hành vụ kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim do âm mưu cài cắm Hồ Chí Minh giả làm người Việt Nam cướp nước và diệt chủng người Việt Nam, cũng như mở ra cuộc truy cầu dân ý online để lập ra nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ngày nay. Tất cả những thành tựu đó còn khó khăn cho cộng đồng người Việt thế giới nhận ra chân sự thật.
đã đòi hỏi ngài Đào Minh Quân phải vào sa mạc, chịu đựng hy sinh như vậy. Biết rằng đó là chiến lược, là chiến thuật mà người lãnh đạo quốc gia, vị chỉ huy một cuộc chiến phải thực hiện. Nhưng quãng thời gian đằng đẵng gần 30 năm trường, chứ không phải ngày một, ngày hai, thật là một cuộc chiến khốc liệt diễn ra trong nội tâm, ai đủ can trường để vượt qua. Trong khi đó, ngài còn phải chịu đựng với nỗi giằng xé tâm can khi cảm thấy mình đã đánh cắp tuổi thanh xuân và tình yêu tươi thắm của một người con gái tuyệt vời, người con gái mà mình nhất mực yêu thương. Lỡ trộm từ em cuộc đời dâu bể, bôn ba hoài chưa hết nhiêu kê, sớm lật đật đêm tất bật vụng về, thức giấc bơ phờ loay hoay toan tinh. Ngài đâu phải là một người nghèo khổ, chật vật lo chạy gạo từng ngày. Một triệu phú trẻ trên đất Mỹ không đem cái giàu sang hạnh phúc đó vui hưởng bên vợ hiền, mà lại bươn chải đầu tắt mặt tối chuyện tranh đấu cho tự do dân tộc, không có giây phút chăm lo cho người mình thương, để đêm khuya chăn gối lạnh lùng, để cho tiếng mối mọt côn trùng rây rứt gặm nhấm những vùng đau kỷ niệm. Phu nhân hiểu chứ, ngài cũng biết, những người đàn ông thương vợ không thể tha thứ cho mình, khi biết đến những giọt nước mắt nhọc nhằn và nhớ thương của phu nhân thường xuyên nhỏ xuống tắt trong âm thầm, mà có lúc ngài đã bắt gặp quay mặt lại, hai ta đều lúng túng nhìn nhau, những cơn mưa ướt sũng. Ngài tự trách mình vì tình yêu vụng dại đã kéo người con gái vào một cuộc tình không có tương lai, vì người trai trót mang nghiệp nước. Ngài hối tiếc đã mang những lời tình đưa đón, những hẹn hò khi thật khi mơ, để người yêu cùng lọt vào bẫy tình, dù đó là những lời đoan chính đi nữa. Thì hơn ai hết, ngài biết rõ con tim mình vẫn còn rồng bước phiêu du, không phải theo một bóng hồng nào. Con tim ngài đã nổi trôi theo mệnh nước, phiêu du theo số phận trăm triệu đồng bào thân yêu đang lưu vong trên đất khách, hay đang bị cầm tù trên chính quê hương của mình. Người quân tử không biện minh cho lỗi lầm của mình khi trót mang thiệt thòi đến cho một người nào đó, mà người đó lại là người mình thương yêu nhất. Cho nên, chiều nay viết lá thư này như cơn sóng cả chụp đầy thuyền nan. Thật may cho ngài, phu nhân là một người phụ nữ thật phi thường. Chẳng những không một lời than van trách móc, bà còn luôn động viên ngài, làm điểm tựa cho ngài khi chơi vơi cô độc. Lời mộc mạc, bà thỏ thẻ rằng ngài là đám mây xanh khi trời nắng, che chở cho em được yên lành. Và bà động viên ngài bằng tấm tình thủy chung son sắt rằng hiện tại tương lai đều tràn ngập khung trời thơ mộng bóng hình. Cảm ơn Đức Quốc Công, cảm ơn phu nhân vì sự thấu hiểu và đoan chính của bà đã giúp Đức Quốc Công của chúng tôi vơi bớt niềm sầu khổ. Cảm ơn đức độ hy sinh bao dung của phu nhân đã nâng đỡ ngài vượt qua mọi gian nan. Hy sinh của Đức Quốc Công cho quê hương và đồng bào Việt Nam chúng ta là vô giá, không có gì có thể bù đắp cho đủ. Hy sinh của bà còn hơn cả vậy. Chúng tôi kính cẩn cảm ơn và ngưỡng mộ phu nhân. Trong niềm tin vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, qua tài đức lãnh đạo của Đức Quốc Công và lòng quyết tâm của giới chức đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và sự đoàn kết của trăm triệu đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới, cuộc chiến tâm trị này sẽ tất thắng. Chúng ta sẽ đánh đuổi Tàu Cộng ra khỏi quê hương Việt Nam, xóa sạch Cộng sản khỏi tâm trí người Việt Nam, trả lại thanh bình cho quê hương Việt Nam, để toàn dân có cuộc sống bình an, thịnh vượng và hạnh phúc lâu dài, như ước nguyện của Đức Quốc Công. Tình yêu cao đẹp của ngài và phu nhân đã thắp lên niềm kính yêu dạt dào trong lòng chúng tôi, giúp chúng tôi vững bước cùng ngài đi vào cuộc chiến tâm trị này. Chúng tôi kính chúc Đức Quốc Công và phu nhân luôn khỏe mạnh, bình an và mãi mãi trong hồng ân của Thượng Đế.
và sự hy sinh cùng tình yêu vô cùng cao quý của ngài cùng phu nhân mãi mãi là gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam noi theo. Dạ, A1112 vừa trình bày xong bài thuyết trình của mình. Kính cảm ơn Đức Quốc Công, Bộ Tư lệnh cùng quý vị đã lắng nghe. Bài thơ Vần Nước. Đường đời lòng gió nước trao giao, dân tâm lòng son chẳng tự hào. Tổ quốc hai vai lòng trúc bạch, giang sơn một gánh và hồng đào. Tri âm cửa cùng chung sức minh đào tân dân tổ đình cao. Hữu chi cảnh thành cơ nghiệp tàu, toàn dân hiệp lực khải hoàng khao. Nam Quán, Đào Minh Quân, ngày 16 tháng 2 năm 1991. Tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu Đào Minh Quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô than tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu Đào Minh Quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung rừng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân, trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân, trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân, trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân.
sông núi vâng pha bốn phương trời, giúp chúng ta đường cùng sự quyết tiến, chiều trường xưa đẹp luôn sáng muôn đời, dòng máu thiêng còn đường đồng bao trái tim, dẫu không cùng sáng tươi. Chị em ơi, non nước chờ mong ta sớm lập công tô thắm giang sơn Việt Nam. Ngoài những phút hoa xuyên tề ra, hãy hướng lòng ta đến những ai đang cửa hàng. Kia hồ nhi công chúa tình thân, lấy lớn tàn nhân năm tháng cao thương thâm trôi. Việt Nam vẫn dân chủ sang người anh công quan vinh, nguyện chi hy sinh cho dân nước Nam được thái bình, đem ấm no cho dân ta đến một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới, khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết có ngắm núi sông, xoa bóng đêm đêm cho dân có nhân quyền tự do. Vương chi tiên vương dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngày chỉ muốn văn dân